Xin chào tất cả các bạn học viên. Mong là mọi người thông cảm về chất lượng âm thanh nó hơi bị dè một chút. Thì các bạn cố gắng vậy. Điều kiện nó không cho phép chúng ta có một cái studio để ghi hình cho nó như các ca sĩ chuyên nghiệp lọc âm thơ âm. Mình cố gắng tạo những cái video nhỏ nhỏ ngắn ngắn để cho các bạn có thể theo dõi một cách trực quan hơn. Thì trong clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cái driver. Có nghĩa là setup cái loại trình duyệt mà các bạn muốn chạy test. Thì như các bạn thấy ở trong cái view clip lần trước ấy, khi các bạn chạy cái lệnh Maven MVN Verify thì nó sẽ chạy cái test của chúng ta trên cái trình duyệt Firefox. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nó lấy cái trình duyệt ở đâu và làm sao mà để thay đổi nếu mà chúng ta muốn chạy với những cái trình duyệt khác như Chrome chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là có ba chỗ, ba vị trí mà chúng ta có thể thay đổi. Thì ở đây mình nốt lại cho các bạn là có ba cái chỗ mà chúng ta có thể thay đổi hoặc là thiết lập cái driver đó. Thứ nhất là trên cơ chế dòng lệnh này, thứ hai là trong file BOM và thứ ba là trong file sanity.properties. Thì trên dòng lệnh chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta chỉ thêm, chúng ta pass, chúng ta sẽ chuyển thêm một cái param ở đây là chữ d web driver driver rồi tên cái trình duyệt đó. Ví dụ như là lúc trước là chúng ta chạy với Firefox rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy với Chrome. Đó thì các bạn thấy là nó đã bật Chrome lên để nó chạy cái test cây. Ok, cái vị trí thứ hai mà mình nhắc đến nó chính là trong file BOM. Thì các bạn mở ra các bạn sẽ thấy rằng là nó được tạo một cái property tên là webdriver.driver.firefox ở đây và nó cấu hình trong cái phần run test thì nó sẽ cấu hình ở đây. Đó. Thì mức độ ưu tiên có nghĩa là như thế nào? Nếu như mà chúng ta thiết lập ở cái dòng lệnh thì nó sẽ override lại cái giá trị ở trong file BOM và tương tự như vậy nếu mà chúng ta để trong file BOM mà không chạy dòng lệnh thì nó sẽ override cái thằng này. Thì bây giờ mình thử thay đổi cái thằng này. Đấy. Thì define cái default cho cái driver thì các bạn có thể bỏ cái dấu comment này đi. Chúng ta có thể cho Chrome vào đây. Đó, Chrome vào đây. Bây giờ chúng ta chạy lại cái dòng lệnh này. Thì để cho nó ngắn hơn thì mình sẽ bending nốt một cái này đi. Mình chạy một cái test case thôi cho nó nhanh. Rồi, mình ra mình chạy lại. Chờ lốc ở trên trên Firefox chạy quá trời luôn. Thì cái mục đích của cái clip lần này nó chỉ ngắn gọn là giới thiệu cho các bạn cái cách để mà thay đổi lại cái driver và những vị trí mà chúng ta có thể thay đổi được.